Phẫn nộ nam thanh niên tự xưng thanh tra xe buýt ở Bắc Ninh chửi bới, đòi cắt cổ hành khách. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức giải trí D News. Từ chiều qua, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip ghi lại bởi hình ảnh người đàn ông tự xưng là người thanh tra giám sát tuyến xe buýt BN01 từ Bắc Ninh Lương Tài do Mạnh Hà Bus khai thác có những hành vi cư xử thiếu văn hóa đối với hành khách. Theo hình ảnh trong đoạn clip, người đàn ông tự xưng là thanh tra của đơn vị xe buýt, mặc quần áo trắng, đội mũ. Người này đi dép lê nhưng không đeo biển tên, liên tục có hành vi chửi bới, đe dọa một nam hành khách lớn tuổi ngồi ở phía đầu xe. Thậm chí ngoài xưng mày tao, người đàn ông này còn xưng bố, liên tục chỉ tay vào mặt khách trên hăm dọa sỉ nhục, gọi khách là thằng già, yêu cầu xuống xe hăm dọa sẽ cắt cổ. Khi một người phụ nữ ngồi sau có ý kiến, thanh tra mà như thế à, lập tức người đàn ông này đáp lại bằng hàng loạt từ ngữ khó nghe. Thanh tra là như nào, tao không được quyền kiểm tra mày à, tao là người giám sát xe này. Ở đoạn cuối clip, người xưng thanh tra chuẩn bị xuống xe vẫn quay lại chửi bới, đe dọa vị khách trên. Trao đổi với phóng viên vào sáng ngày 28 tháng 8, ông Nguyễn Minh Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi nắm bắt được phản ánh trên mạng xã hội, Sở đã có văn bản yêu cầu đơn vị Mạnh Hà Bus có báo cáo cụ thể sự việc và xử lý đối với trường hợp vi phạm có liên quan. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải cũng giao cho thanh tra Sở phối hợp tiến hành kiểm tra xử lý. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xe khách du lịch và thương mại Thanh Bình, thương hiệu Mạnh Hà Bus xác nhận, người đàn ông có hành vi chửi bới đe dọa hành khách trong đoạn clip lan truyền trên mạng là nhân viên của công ty làm nhiệm vụ trên chuyến xe buýt BN01. Ngay sau khi nhận được phản ánh, đơn vị đã yêu cầu người này viết tường trình, đình chỉ công tác và sẽ có quyết định sa thải. Đại diện Mạnh Hà Bus bày tỏ mong muốn gửi lời xin lỗi tới hành khách trên chuyến xe và sẽ rà soát chấn chỉnh lại tác phong làm việc của nhân viên, không để tái diễn việc này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Nhớ like, share video cũng như đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!